chương một tự bế năm ngàn năm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thương huyền đại lục đạo thiên tông ở vào đạo thiên tông chỗ sâu nhất một tòa cô sơn trên có vô số không lưu loát khó hiểu ký tự khắc ở trên tấm bia đá trải qua vô số xuân thu sau thử thách may là chung quanh thực vật cỏ hoang trải rộng duy chỉ có đỉnh núi thạch bi bốn phía vô tỷ can sạch ai cũng không biết rõ ở này thạch bi bên dưới lại tàn có một gian thạch thất trong thạch thất một tên thiếu niên ngồi ở trên bộ đoạn ngẩn người ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến lần ngồi xuống này trực tiếp để cho hắn ngồi năm ngàn năm lúc này giang minh bàn tay run run rẩy rẩy ở thạch bích khắc họa lại một cái chính tự một cái chính tự đại biểu hắn sống năm ngày bây giờ này trong thạch thất đã sớm viết đầy vô số chính tự năm ngàn năm a giang minh âm thanh run rẩy nói năm ngàn năm rồi ta chẳng qua chỉ là muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cậu lão thiên, để cho ta chết có được hay không? Đinh. Chúc mừng ký chủ tăng lên, đi đến đế tiên cảnh đỉnh phong 2,742 trọng, tuổi thọ kéo dài 1.000 năm, khen thưởng hóa tiên đan 100, phá ách đan 100. Nghe trong đầu truyền tới thanh âm, Giang Minh không biết rõ đến tột cùng là nên khóc hay nên cười. Nhớ mang máng, hắn là 12.000 năm đi tới trên cái thế giới này vừa mới bắt đầu đi tới cái thế giới này, hơn nữa có hệ thống tồn tại, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa thiên tư cực cao, ngay cả sư tôn đều cho rằng hắn là tuyệt thế kỳ tài, không cần 3.000 năm liền có thể đi đến cái thế giới này đỉnh phong thực lực. Ngay từ đầu, Giang Minh phi thường cao hứng. Sự thật cũng là như vậy, 3.000 năm sau, Giang Minh thành công trở thành thương huyền đại lục mạnh nhất tồn tại, thậm chí đạt tới toàn bộ đại lục người sở hữu chưa từng liên quan đến lĩnh vực đế tiên có thể càng cường đại giang minh càng tịch mịch cho đến năm ngàn năm trước sư tôn về cõi tiên sau hắn nghe nói gần đó là đế tiên tuổi thọ dài nhất cũng bất quá chỉ có thể sống một vạn năm mà thôi hắn tin rồi vì vậy hắn liền đem mình cấm phong ở tòa này cô sơn bên trong năm lại một năm trong lúc hắn cũng đã thử vô số loại phương thức tự sát nhưng hắn tiên thể bất tử bất diệt coi như hắn hóa thành cho ngày thứ hai cũng có thể trọng tố nhục thân Bây giờ, hắn đã sống suốt 12.000 năm, chó này tiền hệ thống còn mẹ nó cho mình gia tăng tuổi thọ. Hơn nữa chính mình cũng đã đế tiên tột cùng còn nhiều hơn một chuỗi không rõ vì sao tần số, mỗi nhiều một tầng, hắn liền nhiều một ngàn năm tuổi thọ, bây giờ tuổi thọ như vậy kéo căn bản không khả năng đem mình kéo chết. Mẹ, là ai tung tin việc coi như là đế tiên cũng chỉ có thể sống một vạn năm a à. Giang Minh cắn răng nghiến lời nói, suốt tám ngàn năm cô tịch, để cho hắn sớm thành thói quen loại này buồn chán sinh hoạt nghĩ đến cuối cùng giang minh cuối cùng là tự thất lạc trong cảm xúc thoáng tinh thần phục hồi lại địa phương quỷ quái này lão tử thật là một giây cũng không muốn đợi hay lại là đi ra xem một chút bây giờ có cái gì không cường giả tuyệt thế có thể giết ta đi giang minh lầm bầm lầu bầu an ủi cũng đã qua năm ngàn năm rồi luôn không khả năng trên đại lục liền mấy cái kinh tài diễm diễm cường giả cũng không có chứ nghĩ đến đây Giang Minh tiện tay khều một cái, một bó kim quang chật từ trong cơ thể hắn nở rộ mở ra. Này bó buộc kim quang trong nháy mắt đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng, nhất là trên đỉnh đầu khắc họa ký tự đồng thời toát ra kim quang, cả tòa cô sơn cũng rung rẩy theo. Đạo thiên tông ngoại Vô số cường giả đứng lơ lửng trên không, hướng về phía phía dưới thống nhất mặt đạo thiên tông quần áo trang sức đệ tử phát ra trận trận cười lạnh. Lâm thiên giật, nếu không phải muốn các ngươi đạo thiên tông người chết tuyệt, hay lại là nhanh lên đem thiên đạo tàn hiệt giao ra đi, miễn thời điểm được đến chúng ta không để ý đem các ngươi truyền thừa này vạn năm đại tông diệt môn, chúng ta đều cảm thấy không đáng giá a. À. Ở vào không trung nam tử áo đen ngạo mạn cười nói. Nam tử thân là Hắc Long Tông tông chủ Long Ngạo Dương, thực lực cũng ở đây hóa thần cảnh trên, chớ nói chi là lần này bọn họ tập kết tam tông lực hướng đạo thiên tông xuất thủ, cho dù lâm thiên vật là hóa thần cảnh đỉnh phong cũng căn bản là không có cách chống đỡ này phô thiên cái địa thế công lúc này lâm thiên vật lau chùi khóe miệng máu tươi trong tay nắm kiếm cười lạnh nhìn bầu trời tam đại tông hợp lực giảo sát ta đạo thiên tông thật đúng là coi trọng ta à lâm thiên vật khụ đến máu tươi nói long ngạo dương cao ngạo nói cho đến ngày nay ngươi cũng sống rồi ước chừng năm ngàn năm rồi lấy tu vi của ngươi không sai biệt lắm cũng nên đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lúc ngươi chết có lẽ không có vấn đề cần gì phải kéo phía sau ngươi các đệ tử đây vừa nói long ngạo dương cười lạnh một tiếng một câu nói không nghi ngờ chút nào là nghĩ đem đạo thiên tông đệ tử cùng lâm thiên vật quan hệ chia nhỏ ở trong tuyệt cảnh lời như vậy so với tử chiến càng khiến người ta tan vỡ lâm thiên vật đã già rồi có thể những đệ tử kia còn vô cùng trẻ tuổi bọn họ đem tới còn có thật tốt tiền đồ không riêng gì những đệ tử kia ngay cả lâm thiên vật cũng có chút dao động hắn đã chết không có vấn đề có thể những đệ tử kia còn có thể đem đạo thiên tông tiếp tục truyền thừa tiếp hắn không thể đem đạo thiên tông cơ nghiệp hủy ở trong tay mình lâm thiên vật nắm kiếm thủ điên cuồng run rẩy sau đó khí tức của hắn bình tĩnh lại ta hiểu được nói xong hắn tay trái buông lỏng một chút trường kiếm màu xanh rơi vào trên đất ông ở mũi kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt lông ngạo dương trong tay đại đao bất ngờ tại không gian trung bổ ra nói khe nước lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng lâm thiên vật phách chém tới lâm thiên vật thực lực cỡ nào ngay lập tức sẽ phản ứng kịp nhưng là không có vũ khí hắn chỉ có thể vô ích tay đón đỡ âm giờ khắc này lâm thiên vật bàn tay tiếp nhận đối phương lưỡi đao nhưng trong tay máu tươi không ngừng tràn ra hơn nửa cường đại chân khí từng bước ép sát cho hắn đã sớm nọ hết đà hắn căn bản không kiên trì được thời gian bao lâu hèn hạ lâm thiên giật cau mày chợt quát một tiếng long ngạo dương cười to nói ha 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 sống lâu như vậy ngươi chính là như vậy ngay thơ a à. lâm thiên giật đã là nọ hết đà đạo thiên tông đệ tử các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó dứt tiếng nói sau lưng một mảnh đen kịch tam tông đệ tử mặt hiện lên ra một vệt âm tà ý, liếm khóe miệng một cái tự như hổ lan một loại lao xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, đạo thiên tông gần như lấy áp đảo thức bị bại, liên tiếp lui về phía sau. Không riêng gì lâm thiên vật, may là đạo thiên tông trưởng lão gần như cũng là ở vào lấy một địch tam cảnh huống. Lâm thiên vật liên chiến liền lùi lại, trừ thiên long ngạo dương chiên ngoại, ngoài ra hai đại tông môn tông chủ cũng từng bước ép sát. Lấy bây giờ hắn tình huống, bị dây dưa đến chết là sớm muộn sự tình Sư tôn, sư tổ, thiên vật thẹn với nhị vị A à. Lâm thiên vật liên tiếp lui về phía sau, nhìn bốn phía thương vong đệ tử, bi phẫn nói Ha 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 Yên tâm, ta sẽ để ngươi hảo hảo với hai vị kia đoàn tụ long ngạo dương cùng tiếu bổ ra một đao Âm Lâm thiên vật trong nháy mắt bị đánh lui đến một tòa cô sơn trên May là xương ngực cũng tận số đánh nát, cả người thoi thóp nằm trên đất, một giây kế tiếp, ba người đồng loạt đi tới lâm thiên vật bầu trời, cười lớn chuẩn bị cho ra một đau cuối cùng. Đột nhiên, ngay tại người sở hữu cho là đạo thiên tông đã hoàn toàn bắt lại lúc, ở lâm thiên vật dưới người tòa này cô Sơn, trực tiếp phóng xạ ra một bó kim quang sông thẳng cửu trọng vân tiêu. Trong nháy mắt, này bó buộc kim quang trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu. Đây là kim quan hiện lên, vạn trượng tiếu nhật, đây là kỳ bảo hiện thế triệu chứng A, đạo thiên tông truyền thừa vạn năm có dư, há sẽ không có bảo vật gì. Thật không nghĩ tới, các ngươi đạo thiên tông bảo bối còn rất nhiều A. Long ngạo dương cười lớn một tiếng. Chỉ có lâm thiên giật cao mày. Tòa này cô Sơn từ hắn ký sự bắt đầu cũng chỉ là một tòa cô Sơn mà thôi, bất quá hắn nhớ mang máng tòa này cô Sơn sở dĩ vì cấm địa. Đó là bởi vì một vị trưởng bối về cõi tiên sau, chôn trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ là chôn theo tiên khí bị hắn kích phát cấm chế? Không được, tuyệt không thể để cho đạo thiên tông tiên khí bị người khác cướp đi. Giờ khắc này, Lâm Thiên giật lần nữa đứng lên. Hắn tuyệt đối không cho phép đạo thiên tông tiên khí, đoạn tống trong tay hắn. Tuyệt không có thể. Nhưng mà... Ngay tại bốn người cũng chuẩn bị xong tiên hạ thủ vi cường lúc, một đạo thiếu niên bóng người chậm rãi hiện lên bốn người trước mặt. Ồ, không có nghĩ tới lâu như vậy, còn có nhân biết rõ tới đón ta xuất quan A. À. Trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ con là dễ dậy. Giang Minh đứng lơ lửng trên không, lãnh đạm gật đầu cười. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.